Hello, chào các bạn. Bữa nay mình sẽ review cho các bạn xem một con gắn lạ các bạn. Đó là con gắn dơi dôi, nó màu vàng các bạn. Vàng khè luôn rồi đó, giờ mình mới thấy các bạn. Chú ổng đặt dính con này cũng khoảng cỡ 200-300 gram các bạn. Cũng trọng. Mới đặt dính hồi sáng các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà chú mình review cho các bạn xem các bạn. Đây, gắn hết biết đã luôn các bạn ơi. Gắn dôi dôi màu vàng các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Chú cũng mới đặt dấn dính các bạn. Quá xa đã luôn các bạn ơi. Gắn này hiếm các bạn. Gắn này từ trước đến nay mình mới thấy các bạn. Công nhận cái màu vàng đẹp dữ các bạn. Ổng đặt cũng nhiều vớn lắm mà mới dính được một con, quá lạ luôn, lạ kinh luôn các bạn, đẹp thiệt các bạn ơi, công nhận nó vàng dữ thiệt. Gắn kia gắn đi rồi già hàng hiếm nè, có ai chơi kiểu hay cần Quá trời đẹp luôn. nuôi làm đẹp anh liên hệ với mình nha, để săn được một con Gắn này công hai nhận năm này đó, trả giờ đẹp mình mới rồi. thấy các bạn. Hết miếng đẹp nó vàng thật luôn trời. Gắn ở vô kia thì cái màu nó đâu có vàng gì các bạn. Gắn này nó lai like cái gì không biết. Nó vàng khè luôn. Quá đẹp. Con này chừng cỡ 200-300 gram mà.